Lâu rồi con. Chết nhanh thiệt chứ. À, chờ chút nha. Ai? Nước vô xì cua đồ lập xe sờ ca thấy ngon. Xin chào. À, Thảo cho nhẹ 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 xuống à. Chém gió cho nó mạnh. Hello bà con. À. Chúng ta từ từ để tôi sau cái điện thoại này nó tối hết nha. Chúng ta đang ở Thương Tattoo. Địa chỉ 142 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận. Ai. Các bạn con coi đây là quán tiệm xăm Thương Tattoo đây bà con. Anh tên là bé Thương. Mong manh dễ vỡ. Ủa không, cái số này đây đúng rồi, như là cái gu á. Okay. Kia đây. Thường hoàng thì xăm bên trái hay bên phải hả bạn? Bạn thích bên nào xăm bên đó thôi. Đó. Xin chào bà con, hôm nay tôi dắt anh Vinh qua tiệm của anh Thương xăm cái đầu con ngựa. Rồi có chữ Phạm Mai nữa bà con. Đó. Ôi, anh Vinh đang ngồi xăm đây. Có ủ tê, có ủ tê. Anh thương người gốc Quy Nhơn đó hả chị? Đúng rồi. Mấy bạn bạn nào ở Quy Nhơn là sẽ biết anh thương. Tuy anh thương ở Sài Gòn nhưng mà vẫn rất nổi tiếng trong giới thợ xăm ở Quy Nhơn. Anh vẫn là người Quy Nhơn mà. Anh vẫn là người Quy Nhơn mà. À. Anh thương được mệnh danh là thợ xăm trắng trẻo. Hả? À, nhìn thư sinh trắng trẻo không? Bà con thấy thợ xăm dạo này là xăm kín người nhiều đúng không? Riêng anh thương là không xăm miếng nào. À không, nói vậy nói quá. Anh thương anh xăm từ chân lên đến đầu rồi đó nha. Trời ơi. Từ nơi thấp nhất cho tới nơi cao nhất. Mu bàn chân của ổng có rồi, trên đầu của ổng có. Là ổng xăm từ chân lên tới đầu rồi đó. Sao chị, sao em thấy các thợ xăm thường đi tiệm khác để xăm hả? Trời ơi, chứ xăm tiệm mình chi tốn mực bà con. Chạy mà cũng hỏi nữa, chơi chiêu à. Cũng được. Nhờ vả được ai thì nhờ vả chứ. Cái này là các thợ xăm hay xăm cho nhau là để lưu giữ kỷ niệm thôi bà con. Chứ muốn xăm ở tiệm mình thì xăm lúc nào cũng được. Mà sợ đau lắm, xăm ở tiệm mình sao xăm. Xăm tiệm mình thét ra lửa, người khác ai dám xăm. Bệnh tao cái em đủ bệnh luôn. Qua tiệm người khác mà mình mới có dũng khí ngồi xăm bà con. Mày cắn răng được rồi. Cắn răng chịu. Qua tiệm người ta xăm tao mình nhảy là người ta chửi mình nữa. Đúng rồi. Điên. Với lại mình về vì cái thể diện của mình á. Vì chiếm nhục. Chỉ vì cố gắng vì chiếm nhục đúng không anh Thương? Mọi sự cố gắng chỉ vì chiếm nhục thôi đó. Hello. Em đang xăm hình mặt ngựa bà con. Đó, xăm chữ Phạm Mai rồi kìa. Xăm chữ Phạm Mai bà con thấy đẹp không? Anh thương tôi làm xăm mới có hơn chục năm à. 60 sao đúng không? Hả? Cái gì anh 60 sao? Đó. Ông Vinh ổng xăm cái mặt đó là tượng trưng cho mặt của tôi là tôi tuổi ngựa. Đó. Bây giờ anh thương thêm vô quanh mắt con ngựa đó có 6 ngôi sao cho giống tôi nè. Với lại thêm mấy khuyên tai nữa. Chắc chắn là không có chặt cái đâu nè. Em cứ hỏi và chị cứ nói củ tỏi đâu rồi. Củ tỏi ở bên Facebook củ tỏi á. Củ tỏi đã về Đồng Nai rồi. Đó. 6 ngôi sao. Đồ, nhìn giống tôi không bà con? Ngựa vậy. Ngựa bà đó. Không.
ngựa là phải cho xăm ngôi sao quanh mắt, chút nữa xỏ vài cái lỗ tai nữa nha. Ai muốn kiếm anh Thương xăm mà vô Facebook Thương Nguyễn đó bà con. Không cần vẽ trước luôn, cứ vậy cầm máy đi luôn. Trời ơi, ngôi sao chuẩn đẹp luôn bà con. Quả là xăm ẩu quá mà. À, xăm ẩu quá hả? Trời ơi, ẩu quá mà đã đẹp gì rồi á hả? Khuyên hay là cái cục tròn? Tròn đi cho dễ, khuyên chỉ cho dài ông. Ông thì tình ơi. Mấy cục kim cương rồi được rồi. Mấy lọ. Chà, mấy bạch. Rồi cứ chấm chấm vô được bao nhiêu lỗ cũng được anh. Đây là quang cảnh ở trong tiệm của anh Thương đây bà con. Đó. Ngồi xa xa kia có anh là đó, cũng xăm kín người luôn. Bà con nhận ra không? Đó. Anh Thảo hờ mông đó. Không, thợ xăm trắng trẻo nhất. Ổng mặc đồ này là không thấy ổng có hình xăm nào luôn á trời. Đúng rồi, anh Thảo Ma. Anh Thảo Ma đó. Mạng yếu hay sao em không xem được? Nghe nói mà không xem được hình. À, ở ngoài trời mưa rất là bự bà con. Chắc là mưa cho nên là tín hiệu yếu đó. Quay mặt thợ xem đẹp trai không. À, rất là đẹp trai nhưng mà đã có vợ nha. Rất tiếc nha. Đó, rồi đó. Những thợ xăm đẹp trai thường hay có vợ sớm. Đẹp trai bị gái dụ trước rồi. Không thấy dụ rồi. Bị gái dụ à. Cái này là có ủ tê đó bà con. Nè, da ủ tê nó hay nổi mấy hụt này lên á. Thằng Vinh xăm mà hỏi có tê hay không? Hỏi thừa. Tê gì? Chắc chắn là có rồi. Đó là chuyện quá bình thường. Gia nhân mà quái vật hả? Diễn ngồi không biết nào quái vật nào mà gia nhân luôn. Đây đây, bà con có hỏi hình xăm ở trên đùi của anh Vinh hồi đó để tôi bữa nay tôi MC hình xăm nè. Đây là hình xăm năm bao nhiêu tuổi chồng? Ê đề phan, trước khi coi mình phải đừng có mất quan điểm với nghề xăm nha men. Ừ, cái này là nói chung á là thời thơ ấu của hình xăm. Ừ. Rồi. Gia nhân của quái vật. Cái này xăm năm bao nhiêu tuổi đây? Năm 98 men. Năm 98 là 16 tuổi hả? 16 tuổi đó xăm gia nhân mà quái vật à, ai xăm cho chồng á? GB á. Hả? Trời ơi. Ghê không bà con? Không biết nào gia nhân con nào quái vật, hai con giống nhau đều rồi. Kim may đồ. Mực à, mực nước á, mực chai ra ngày khách đó anh Thương. Mực bút bi hả? Không. Shopping. Mực bút bi là bên này. Còn đây con này con khỉ. Con rồng, rồng và hổ. Đấy. Còn chết thơm. Đây ta là con rồng gì lông hổ tranh đấu. Trời ghê không bà con phải không? Con hổ nhìn mặt dữ không? Trời đất ơi. Này cũng năm 16 tuổi luôn. Đó, rồng cháy thơm. Năm 16 tuổi. Anh Dân chơi mà sao ủ tê vậy trời? Ủa? Dân chơi mới ủ tê á. Dân chơi là phải dân chơi thuốc tê chứ dân chơi gì? Dân chơi thuốc tê. Bắt đầu vô tô rồi đó bà con. Để dành da thịt tết về ghé chị Mai xăm. Ok, cảm ơn bà con. Ai ta tu hồi nãy giờ comment nhiều quá mà không trả lời nổi. Đầu vào bóng lên bà con.
anh Thương được biết đến với một thợ xăm đó là tốc độ. Một cánh tay anh Thương có thể ngày làm hai cánh tay. Kiếm đó. Hai cánh tay trắng đen rồi là anh Thương quạt tới luôn đó bà con. Đó là ngày xưa, còn giờ cũng được cánh tay rưỡi á. Giờ già rồi. Giờ già cũng được cánh rưỡi. Có lẽ giờ già phải được ba cánh chứ. Giờ già chứ. Một cánh thêm. Hello. Đây. 500 anh em của em đang xem anh Thương chỗ tay. Cho bà con du lịch một vòng tiệm anh Thương nha. Tiệm anh Thương được thêm là một trong những tiệm xăm lâu đời tại Sài Gòn. Đó. Vị trí này anh Thương đã kinh doanh tiệm xăm được khoảng 9 năm rồi. Đó. 9 năm anh Thương làm thợ xăm chuyên nghiệp. Hồi trước thì anh Thương mở tiệm đâu anh Thương? Ở nhà thôi. Hồi trước khi mở tiệm này là làm ở nhà bà con. Chuyên nghiệp hơn nữa là làm ở nhà. Ai cho anh đi làm anh đi. Như Ngực Lân nó xanh chảo. Chuyên nghiệp hơn nó xanh chảo. Cây gọi. Thời gian làm cây gọi. Ai gọi đâu đi đó mà. Em nó từng ngồi chuồng vịt đó anh Thương. Có cái đèn vàng vàng le lói lắc lư thôi đó. Hồi đó trong xăm đâu chuồng vịt là thảm nhất hả? Thảm nhất. Hình xăm đó nhiêu tiền? Không nhớ đâu em. Nhưng mà ăn được tôm mì gói mà có chiếc lúp la là biết ăn mì gói, chiên chiếc la bỏ đi ăn ngon là biết từ đó đó. Mình nghĩ bỏ miếng gà vô đập vô thôi đúng không? Cái này đắp chiên lúp la xong để lên trên. Mì gói lúp la. Đây là máy thăm đi thăm chỗ. Cho bà con coi. Vật trang trí trong tiệm. À ở đây không phải tiệm xăm vui vẻ bà con ơi. Đây là tiệm xăm của anh Thương. Tiệm xăm Thương Nguyễn. Tiệm xăm Thương Nguyễn ở đường Hồ Văn Huê. Đây là những giải thưởng của anh Thương ở trong những cuộc thi convention ở Việt Nam. Giải nhất Best of the Day. Giải nhì Best of the Day luôn. Giải nhì The Best Color luôn. Đó. Trời ơi. Cái gì à? Chị ơi hỏi anh Vinh thử có nâng mũi không? Không có nâng đâu bà con. Ông Sơn ơi sao tự nhiên tôi đau bụng quá. Trời ơi MC đau bụng đi toilet luôn rồi. Bêu quá. Thôi mình coi hình xăm đi. Mèo đi toilet xong ra mà anh chỉ còn một người coi thôi. Em yên tâm. Ồ nó quay lần ngược lại đâu rồi. Đây. Bây giờ vào đây là con ngựa nè. Muốn qua con ngựa bên này nè. Được không? Phục thiệt không ơi. Phục quá. Anh nói gì đi anh cho con tuột anh. Để bắt ra đi. Anh nói gì đi. Tao biết gì đâu nó ông nội. Phục quá. Phục lô quá. Lên 500 mà đổi người nè. Lại đi lên 500 đổi người quay nè. Học nghề bao lâu ra phải chị rồi. Học không nghề ra luôn em ơi. Chào chị, chào em. Chào em luôn. Dữ. Bình Nhi học bao lâu ra? Bên anh học không bao giờ ra nghe. Mày bia kia đó. Chị Mai em ở Bến Tre. Ok Bến Tre có dừa nè. Anh biết Bến Tre. Chào Bến Tre. Chào em Canh Ly Trân. Đúng rồi ok Nam. Anh Vinh xăm tiếp. Anh Vinh xăm hình con ngựa. Mặt Mặt ngựa tên Phạm Mai. Đấy các bạn thấy ghê chưa? Đó. Do anh Thương Nguyễn Quýnh đó. Đấy, Nguyễn đẳng cấp. Đẹp. Đẹp chưa các bạn? À vậy à. Ngọc Vinh, hello chị, hello em. Chào anh, chào em. Anh Tiền.
chị mèo đó rồi, chị mèo đó bụng đi toilet rồi. Thằng Thanh Đức mày nói vậy đấy chi cho tao tưởng tượng mày. Đấy. Tụt mà mới tụt mà 300 giờ còn 221 là nói hồi là không còn ai coi luôn là. Áo trắng nữa kìa, đúng rồi. Bích Trâm, áo trắng nữa kìa. Áo trắng đến chưa các bạn? Coi Trâm đi. Thôi có điện thoại luôn các bạn, chờ xíu. Yeah. Alo nghe. Rồi. Đâu. Dễ vậy ông kết. David Thanh Danh. Mày lút auto em ơi. Anh Nhật đâu rồi? À, đang ở bên tiệm anh Thương Nguyễn nên không có anh Nhật ở đây em ơi. Đậu đậu. Anh Nhật đang ở Pientai. Rồi rồi các bạn, nhân vật chính đã xuất hiện. Lượt like đã tụt xuống 216 người rồi. Tụt thấp quá. Anh xem dây vô liền để chương trình bị cháy máy. Nhân vật chính này thì đâu? Trời đó ơi. Anh nhanh đi nhanh. Hello, bye bye quý vị. Đây. Chương trình trực tiếp mà là bà làm chương trình mà bà chạy chương trình mà chạy cái yếu này trực tiếp mà đang lỗi trực tiếp nha, đang yếu này là không được rồi. Đang quay trực tiếp hỏi đâu mày dùng từ ỉa nghe túi mày tôi làm đó mà nãy nó nghe nó mới đi toilet đàng hoàng mày cho biết ỉa mày sao không biết tôi ỉa không nó nói vậy đau bụng quá đau bụng biết ỉa thôi đau bụng rồi đi toilet đi tiểu luôn. Hello bà con, xin lỗi nha. Đây là tiếp tục với chương trình hả? Đây là đang ở tiệm Văn Thương bà con, ở trên đường Hồ Văn Huê, số 142. Anh Thương không có chuyên thở lại gì hết đó, thở lại gì anh Thương cũng bào. Không đài coi YouTube không hả? Ít bữa nữa tôi cũng phát cái clip ở trên YouTube kênh clip nói về anh Thương quá rồi con. Tụi tôi muốn làm nhiều chương trình, muốn giới thiệu cho bà con biết ở Việt Nam có rất nhiều tiệm xăm đẹp để cho bà con có nhiều sự lựa chọn hơn. Hello, xăm như vậy có đau không hả? Đây bà con đang coi. Đang coi quá trình xăm có ủ tê. Thuốc tê thì nó hiệu quả khoảng 3-4 tiếng mà con. Mình có thể ủ tê tối đa khoảng 2 lần trong một lần xăm. Cháu đậm luôn được. Mình thường cũng đậm được. Được á. Nó đột lên nó mờ đậm. Thôi đi để ta làm việc, ý kiến bắt đầu đau rồi á, không kêu đậm. Nhiên quá à. Góc này nó phải đậm vậy. Anh làm nhẹ nhẹ, lo anh làm lật lật cũng đẹp quá. Không bình làm sao quá bạn. Trời ơi. Rồi, bây giờ ai muốn hỏi gì vô đây? Để tôi hỏi cho. Anh kia livestream tụt lượt view hả? Thôi không quan trọng mà con, view nhiều view ít gì cũng không quan trọng, miễn giới thiệu được với bà con được rồi. Mất công chửi ông Sơn nha, mất công ông Sơn buồn. Mặt ông Sơn để vô người ta không thèm coi. Để đâu để mặt đâu. Để mặt ông Sơn từ đầu cuối luôn. Trời làm nãy giờ. Nãy giờ là anh Thương à. Đó, là anh Thương à. Nhất là anh Thương, danh bởi anh Thương. Kể tới 200 mấy á, anh vô là tụt còn 100 mấy thôi. Wow, một ngựa rất là đẳng cấp. Xăm nhiều hơn anh Vinh hả? Xăm nhiều hơn là chắc bà không? Anh Vinh chỉ xăm ở bên ngoài thôi. Ở phần nào mà người ta nhìn thấy thì Vinh xăm. Giờ dở lên về nhìn kia là cũng xong rồi đó. Xăm vô. Trời nè. Hả? Người ẩm này bà con còn trắng nhiều lắm. Đồ cũng được được.
cái lưng, hai cái mông. Lưng mỏng bộ, lưng còn xíu dưới như vậy. Bóng tuế. Hai cái mông mà. Hello. Tiệm ở 142 Hồ Văn Huê bà con. Anh thương đi nhanh không? Dạ. Còn ông Sơn đang tác nghiệp. Đâu? Bơ hết. Tụi tôi đang tính quay cho anh Thương cái clip lúc anh Thương đang xong. Mà không có mẫu nên tôi phải làm model này. Một trong hai chị Vương Lan bữa giờ anh Thương làm con ngựa. Sắp xong rồi cậu ơi. Chắc bữa nào lên hình thêm chú ngựa nữa. Giờ chú nhỏ lại chứ không lên cái em là chết luôn. Thấy người ta lên hình con ngựa cũng thích quá không mà con. Rồi, qua đây em chuyên ngựa. Hình xăm đầu tiên của mình năm 19 tuổi. Ở chỗ bị con ngựa hiện lên rồi đó. Không, anh Thương cũng xăm trên đầu nè. Tay chân trắng mà nhìn không? Sau làn tóc rồi cũng có một cái hình xăm nè bà con. Wow. Đâu hả chồng? Rác hả? Bóng rồi đó. Sao có cần ủ tê thêm lần nữa không? Ủ nó cũng rát là rát à. Nhìn anh thợ xăm mặt có hậu ghê, hồng xăm trang trí về Phật nhiều lắm hả? À, đây tôi quay một vòng cho bà con coi nha. Trên kia là có Phật nằm nè. Bức tranh của Phật trong góc tường nè. Thật nhiều lắm bà con. Trong tiệm của anh Thương rất là nhiều đồ trang trí. Một trong những tiệm xăm cổ kính nhất tại Sài Gòn đó bà con. Không. Quá trời luôn. Ở đây cũng toàn là những cái bức tượng luôn. Thay đổi về vị trí. Những tiệm xăm ở Sài Gòn á, cũng ít tiệm là đứng một chỗ lắm. Đi vòng vòng, chuyển tiệm vòng vòng. Nhưng mà địa chỉ ở 142 Hồ Văn Huê là lâu đời cả chục năm rồi rồi con. Ok bạn rau kẽm. Mình chờ một tháng mà. Một tháng chưa rau kẽm ơi. Em coi chị livestream riết em muốn xăm lắm mà sợ đau. Ai cũng nói vậy hết trơn á. Rồi tất cả những người xăm mình nhiều á, người ta cũng kêu là muốn kín người lắm mà cũng sợ đau bà con. Cái đau của xăm là cái có thiệt, nhưng mà cái sức chịu đựng của mình tới đâu thôi. Học phí ở bên anh Thương là bao nhiêu Thương? Anh chỉ nhận học cho khi gặp mặt nói chuyện họ cái hộp anh nghĩ là chứ anh không đúng rồi anh Thương không có giao dịch trên mạng mà con. Ai muốn hỏi anh Thương qua dạ anh giao dịch tại tại tiệm thôi à. Dịch của anh không trên mạng. Mấy đứa nó hỏi rồi anh không dịch online. Anh Thương là một trong những thợ xăm khác chính tiếng. Khá chính tiếng nhưng mà lại rất có tiếng. Rất là chính tiếng. Bạn xa nước ngoài vô quá trời. Anh Vinh không ăn ngựa quá nha. Ngựa mà, trời xăm gì? Trời ơi, đơn giản. Xăm ngựa, xăm ngựa mà không ngựa. Xăm con gì rồi, ít con đó.
nghe tiếng kim không đã ghiền rồi. Bạn nào tuổi ngựa vô đây nha, tôi cũng tuổi ngựa nè. Tiếng kim mà phải đông luôn. Chào. Địa chỉ là 142 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận qua con. Số điện thoại. Hồi giờ chị xăm cho ai dưới 18 tuổi chưa? Có rồi bà con. Có nhiều người mới có 11, 12 tuổi đi xăm, nhưng mà bố mẹ dắt đi xăm. Cái đó là xăm phong thủy chung với gia đình đó. Dạ dạ. Nước đúng rồi, mặt ngựa cái bà con. Tôi tuổi ngựa, ổng xăm mày đi ăn cơm, mày muốn gì vậy? Mày lại mưa lắm bà con ơi, ở đây đang mưa. Chị Văn Thương cũng gần tiệm tôi á, đi cách có 1-2 cây số à. Cái gì chị Mai tập trung và chuyên mục hỏi xoáy đất phai đi, hỏi gì hỏi đi bà con. Nãy giờ tôi bận MC quá. Rồi, nói gì nói được rồi con. Xin lỗi nha, nãy giờ lo giới thiệu không có trả lời tin nhắn, không có trả lời comment. À, bạn nào mà muốn hỏi về anh Thương về vấn đề học á thì vui lòng ghé tiệm liên hệ trực tiếp anh Thương luôn mà con. Anh thợ xăm kia vẫn giữ cơ thể không xăm. Sao mà theo bạn biết ổng không xăm? Ổng vẫn xăm á bà con, mà xăm bên trong, xăm ít ít. Còn có nhiều người người ta cũng muốn xăm nhưng sợ đau đồ này nọ đó. Giống như ổng vậy hả? Ổng cũng muốn xăm lắm mà ổng bị sợ đau vậy đó. À, nó bắn ra cho não. Trời ơi. Trời ơi, cái kia sĩ nào đó trời ơi. Thầy cũng có một thanh niên xăm từ chân đến đầu thiệt luôn. Anh Thảo hờ mông. Có bụng rồi. Đói. Đói. Bánh mì. Mưa mà họ đã dán ra cho xong ăn đi về ăn cơ. Người ai cũng có mực. Bà bên đấy. Cho em ăn ra bên em còn ăn nhiều mà rồi. Anh Vinh lại lên hình đẹp nữa rồi. Hôm nay ổng xăm tôi đó bà con. Dạo này ổng hay thổ lộ tỏ tình kiểu ngôn tình á. Kiểu ngôn tình á. Xăm tên người yêu lên trên người đồ. Bây giờ tới lượt xăm chân dung người yêu lên đây nè. Nhưng mà cũng phải luyện tập nhiều. Ồ, cái lưng dưới đẹp nè. Đó. Thôi, lưng nè. Đẹp quá. Trời ơi, sống đẹp. Đây, quay qua coi cái lưng của anh Tương nè. Nè, nè, cái lưng này vợ, cái lưng cái gì vậy? Đây, cho bà con coi tác phẩm của anh Thương. Cởi anh luôn anh Duy, trời ơi, ngại ngùng gì trời. Xô. Xô ốp hình xăm cho bà con coi nè. Ờ, đúng rồi, mày sợ.
Trời ơi. Đó. Đây. Đi quay qua. Đúng rồi. Từ bây giờ anh Nam đứng chỗ mèo là ăn sáng nè. Anh đi vô đây, anh đi vô đây. Cần tao cho tao làm bếp ra không? Đó, đúng rồi, đó. Rồi. Đây bà con. Đẹp ghê đúng anh Thương. Đây là tác phẩm xăm của anh Thương. Mấy năm Thương? 3 năm rồi đó, 3 năm trước á. Đây là hình quấn từ 3 năm trước bà con. Đẹp hơn. Bây giờ 3 năm sau ảnh sẽ quấn đẹp hơn nữa. Sao lại xấu hơn? Người ta quấn càng ngày càng đẹp chứ. Đó. Cái này là chủ đề gì ra anh gì? Lúc mà Chúa bị đóng đinh hả? Đúng rồi, chủ đề tôn giáo. Mà là lúc gỡ ra hay lúc chuẩn bị đóng ta? Đang đóng, đang đóng đúng không? Mày cũng chưa đóng nè. Rồi quay lại vòng đi anh. Tất cả những hình trên người anh đều do anh Thương làm hả? Không phải, 80%. Cái này là anh Thương làm hả? Có cover khúc này đúng không? Đây là lần cover nha bà con. Cũng là về tôn giáo luôn đúng không? Tôn giáo là đó. Như ảnh thật không? Trời ơi, còn ngại ngùng gì nữa, hãy đến gặp anh Thương ngay thôi. Bên này nữa hả? Đó. Đẹp giả mang này. Đẹp không? Đẹp giả mang luôn, chọn cái dòng đẹp này chứ. Đẹp này ra mặt cái dầu luôn rồi. Đó. Rõ ràng màu sắc đậm đà. Ơi. Cái này anh Thương làm á. Dạ. Đây. Đó. Trời đụng quá dám chết rồi luôn á. Còn khúc trên chắc không phải anh Thương. Trên học trò. Rồi, khúc trên là học trò, dưới là sư phụ. Ừ. Hấp dẫn không bà con? Hình đẹp, hình đẹp. Tay to và đẹp, trời đất ơi, nhìn cái hình thôi. Xong rồi anh Duy sao mà ngại ngùng nữa nha. Mạnh mẽ lên. Ở trong tiệm xăm không có gì ngoài người xăm mình hết á bà con. Nhìn thấy xăm mà, nhìn thấy xăm đen thui thôi chứ hiền lắm. Hình đẹp không? Ai anh Thương nó gần xong người luôn nè. Có xong rồi chồng. Trời ơi. Xuân hay Sơn là có đấu ăn cơm gà không? Ăn cơm gà đi, ăn cơm gà đi, ăn cơm gà đi. Hả? Ăn cơm gà đi. Cho em một phần cơm bò. Đừng quen gì hết trơn luôn gà. Thôi, không, anh ăn chung hai người. Anh nào sẽ ăn. Thì bây giờ ông cơm gà. Một phần bò, gà là cơm gà đó. Ừ. Bò gà qua. Ba đứa ăn chung với nhau. Tụi em quen à anh. Đây, 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 cái giỏ. Bao không bao tiền đó, Duy ơi. Đây đây, kêu kêu nó giao qua à, em trả tiền mà. Chị Mai ơi có bán vì môi đó, bán gì bà con ha? Mình đọc không rõ. Thôi. Cảnh đang xăm. Có gheo ước là mình được đi vòng vòng, anh em mình có còn một đống có gì mình gắn anh em vô không? Dạ. Gì ông dân này có cái ao ước đi xăm chùa bà con, trời ước khôn mà có luôn, ước ma xách cái mình của mình qua tất cả tiệm khác xăm, trời ơi. Để đợ ở tiệm đỡ hao cái mực đi nhờ tôi xăm giùm bà con để nó vui. Dạ, có nhiều cái để kể. À, khúc này anh Thương xăm nè. Hồi đó ảnh đi, ảnh không để gì hết trơn á.
Anh đi đâu mà cố luôn đây nè. Có cơ hội bôi đúng không? À. Đi thẳng tay luôn đúng không? Giờ chúng nhiều em giờ đủ tam hạt rồi đó. Dân ở tốt hả? Thế nó đơn giản hơn, khó bị vướng đụng với da thấp rồi. Nó không có giật về sau nữa. Này được chưa? Gốc của anh Vinh ở Sài Gòn mà con. Giờ giờ áo cao lên cho người ta coi cóc. Dở, dở cái gì? Dở, dở, dở lộn tới. Dở cái áo mà che cái nấm lại. Hình như là có đẹp nè. À đẹp quá. Mấy bạn nhìn hình mà không biết anh Vinh xăm gì vậy ta. Thôi anh Vinh đang xăm gì đây? Anh thương xăm kiểu gì mà nãy giờ gần xong mà không ai biết anh xăm gì là sao? Vinh giờ xăm gì Vinh còn không biết nữa thôi mà người biết được. Thì hỏi Vinh xăm gì? Vinh nói đúng rồi. Lột ra nó lột không anh Thương? Cái chỗ đậm chỗ lợn. Đúng rồi. Đúng người mình, cái chỗ trắng chỗ đen, đúng người Vinh vậy á. Cái miệng nào đây nó sẽ đen chứ sao nó lợt rồi. Nó lợt, nó lợt hết. Anh làm cho em một con ngựa. Con ngựa mà có hình xăm nữa được không? Được. Cho hình xăm cho mặt luôn tới luôn rồi. Cho sóng nước lên mặt. Gì vậy bà? Nước mình lên tới trên mặt là ghê lắm luôn á. Ra kiểu mồ hôi nha. Người đang phơi kiểu mồ hôi rồi. Nước mình lên trên mặt là sắc mặt á. Người đẹp hả bà con? Cảm ơn bà con nha. Anh Thương rất vui khi là con khen vậy đó. Anh Vinh cũng kiểu vui nữa mày. Hay dạ. Cái này là anh Thương vẽ tay á nha bà con. Tính ra một lời khen mà nhiều người vui luôn đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Tâm lý quá. Mà em cũng vui nữa. Anh Thương vui không Thương? Vui chứ. Chắc chắn là vui. Không có ở đâu buồn. Vô cậu. Cái chuyện đang làm mày. Dạ mày. Ngột mày. Ngột. Khoái cười đỏ mặt. Không mẹ đâu bố. Đó bà con thấy anh Vinh cười ra mới thấy hàm răng của anh Vinh đúng không? Hàm răng lượng sống. Có bác sĩ nha khoa nào ở đây ông nhìn thấy hàm răng của anh Vinh là biết người yêu sống biển rồi. Thì nghĩ làm đi. Anh Thương biết không, ổng đi làm răng thẩm mỹ mà người ta làm nha, ổng cái hàm răng lượng sống. Nó lượng như sống biển vậy đó. Không dám cười luôn anh Thương. Cười ơi, cười đi mà. Cho bác sĩ làm trẻ. Chị Mai hung anh Vinh một cái cho bớt đau đi. Ô tê đâu vậy bạn. Mấy chục quay hình chưa? Mấy chục quay hình chưa? Quá rồi. Rõ chứ nãy rồi. Để đâu rồi? Không rồi. Bạn có quýnh mấy cái quay tóc nữa. Cái lỗ mũi gì mà nó bự quá vậy ta? Anh lại thẩm mỹ cho em cái lỗ mũi chứ trời, nhìn vô cái mũi không nhỉ?
Chưa có mắt, chưa có miệng. Bây giờ bắt đầu nó rét rồi mày. Nó bóng cái đầu hết rồi, nó rét rồi đó. Đầu là chơi cái đó rét rồi. Bây giờ đó là nó quéo quéo. Một thợ xăm trắng bóc xăm cho một thợ xăm đen thui. ông tờ trắng đen tô trong tờ đen. Đen tô đen, ông tờ đen. Xong kết cái hả? Thôi quay quay là xong rồi đặt máy cho em bức ảnh vừa đặt cho em cười. Hết xong rồi. Chào thế xong. Chú chào. Còn có chào không nữa. Hả? Chuyện gì? Thì vui nè. Anh cho mọi người coi con ngựa rồi. Không rồi. Hết xong rồi. Hết xong rồi. Mình xui mình cũng biết không anh. Cái này là có ủ tê nha bà con, cho nên là cái màu ngựa nó hơi bị đỏ đỏ đỏ, màu nâu nâu, nhưng mà khi mà lột ra nó ra trắng đen. Không thể đâu, đang xăm màu nâu đỏ đó, ngựa đây là hãng huyết đỏ mã luôn á. Đây là ngựa của quý á. Huyết thố hả? Thố thố nó bị đỏ luôn á. Đỏ đâu? Có đỏ không anh? Đó máu ra đỏ nè. Ủ tê nó thâm. Cái gì hả thâm niên? Hả? Trời đất ơi thâm niên mày. Ừ. Trời đất ơi cái gì vậy không biết. Cái khung mi đang chăm chú coi hình thâm. Chị ơi cho em hỏi em tính thâm kính lưng nhưng lưng em còn nhỏ em sợ khi lớn lên hình nó dạng hơn không chị? Thôi em đang xăm kín lưng mà đừng em kín rồi giờ sao chị? Nói chung là còn nhỏ thì đừng nên xăm, mai mốt mình lớn cơ thể để cái lưng bự chút đi tâm. Đúng rồi. Với lại lưng bự thợ xăm dễ tính tiền. Đúng rồi, xăm lưng nhỏ tốn tiền. Nhỏ nhỏ là cỡ thôi lấy tiền. Rồi đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng của em ngựa. Vừa còn bơm bên kia nữa. Còn bơm. Hello. Xăm trên đầu vẫn mọc tóc bình thường hả chị? Xăm trên người nó mọc lông đó bà. Trời ơi. Lông còn mọc được mái tóc bà con. Mẹ em thương cũng xăm trên đầu nè không? Khó lắm đấy, xăm bình thường á. Đúng rồi. Vậy có thể xăm bình thường là dễ đâu. Đúng rồi. Cần lúc mình đi cắt tóc rồi mới thấy được. Chỉ có thợ cắt tóc mới thấy được hình xăm bình thường thôi. Em tưởng anh Vinh chín người rồi chứ, đâu vẫn còn trắng lắm. Chín ăn gian mà em. Ừ, chín ăn gian. Mình đi hình ảnh là mình chín chín hình ảnh thôi à. Đừng lột ra được. Lột ra là thui luôn á. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Chút nữa cho con mắt long lanh lắm lắm luôn. Em bắt đầu rên rồi đó anh Thương. Nhìn lãng tử không? Nhìn như học sinh cấp 3. Học sinh thi cấp 3. Cái gì? Mình mới 23 tuổi thôi nha. Mới 23 tuổi thôi. Và anh mới nói em 19 này. Mới 18 cộng này. Giờ lên là nhiều người quá mà không có nói gì. Còn viên, còn viên. Rồi, rồi. Rồi, rồi.
ai sao nó đau quá vậy trời ơi, bắt đầu rồi đó, giờ chót rồi đó anh Thương ơi. Trời ơi, tóc đỉ quá anh Thương. Bao thợ xăm giỏi toàn ở Nam thôi, sao không ở Hà Nội vậy ta? Trời ơi, đừng nói vậy trời. Ê, ở Hà Nội nhiều thợ xăm giỏi lắm bà con. Đúng rồi. Tại vì mình không biết thôi. Không, tôi sẽ đưa lên cho bà con biết những địa chỉ xăm uy tín ở Hà Nội. Ở Hà Nội làm không kém gì miền Nam đâu. Hơn á. Ờ, còn nhiều thể loại còn hơn đó bà con. Chẳng qua là cái thợ mà bạn biết á, cái gu của người ta không có hợp với bạn thôi. Cái đúng chuyên môn đúng chuyên môn là đẹp ngất xỉu luôn đó bà con. Trong xăm nó có nhiều thể loại lắm chứ không phải là những cái hình chỉ có những cái mà ở trên Google thôi đâu. Đây rồi, mạng yếu à. Nói cái giỏi anh đi sao? Cái giỏi với anh luôn sao? Cố định. Rốt mạng à anh.